Về Sao cơ? Hả? Vô cái gì? Tiền hả? Bây giờ nhà băng nó khóa rồi không làm được nữa. Nhà băng nó khóa rồi không làm được nữa. Mà điện thoại hết pin rồi. Đâu lên được nữa đâu. Có nghe không? Có nghe không nữa hay là không nghe? Mà hết pin rồi hả? Sao tôi thui này? Ai bật này tối thui vậy? Tôi này chờ tí mà đây bấm dưới á, chưa bấm sao lên bên hông á, rồi đó vuốt 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 bên hông như này, vuốt thế vuốt ngang rồi lên rồi. Đấy. Đây cái này ai bấm cái đấy chỉ bao nhiêu lần nữa đấy, bấm vô bấm nè, đừng có gì bấm vô thôi không có gì tay chưa được. Rồi đấy. Này. Mở tiếng lên. Bên kia. Bên kia. To lên. Nữa, hết cỡ đi. Bây giờ nhức mỏi quá, bác sĩ nói là cái bệnh này phải mỗi tối uống muỗng canh hay Ok. uống cà phê uống cho nó dẫn máu hết nhức mỏi. Đó là Chua khang, chỗ uống uống lắng xong rồi hết bệnh rồi, bây giờ chua giá vàng là ngang hả? hàng rồi, bây giờ chị phải Thôi to sợ cái lo đây đi. chứ gặp Rồi mai đâu ủa ai ai cho kẹo vậy? Ai cho kẹo vậy? Hả? Ai ai cho kẹo vậy? Ai cho kẹo ấy? Đắp mày như cho nó ấm. Hả? Ở này tí nữa coi, để đây đi. Ngồi trước còn có chú dựa ha, giờ ngồi như thế này làm gì có chú dựa hả? Mà nè, hỏi này nè. Còn nhớ thầy, nhớ ông Hải không? Thầy Thầy Hải nhớ không? Hải nhớ Nhớ không? nhớ Giờ không có ở chỗ Ba Ác nữa rồi. đâu Ở đâu hả? Ở Wiesbaden á. Ở nhà nhà Đức, Đức không? Đức gì nhỉ? Đúng không? Đức Diệu Đức. Diệu Đức thì chắc không biết rồi đúng không? Ừ, không không biết. Thế hồi xưa nhớ là ông Hải ông làm gì không? Hả? ông mát xa cho ông nói là phải trả cho ông làm nhớ không Nhớ không? thầy Cái hôm mà hải ông không cái hôm mà ông văng ra cửa sổ nhớ không? Nhớ không? nghe ông nghe Ông làm cái gì? ông làm ngày là lâu Thầy tu mà ông làm cái gì? làm gì không làm bài Ừ. yêu lại lại sao bữa vợ bị ông ấy đánh ở ngực thì tức mừng mấy ngày có phải Có phải không? Ông đánh ở đâu? Đánh chỗ nào đâu chị ơi? không à, Ngược đấy. Đau không? Đau không? Đau bao nhiêu ngày? Hai ba ngày lên hả? Dữ vậy? Ông đánh dữ vậy đó hả? Mà hôm đó bị gì mà ông đánh?
dăm cuối gì đó. Ông làm. Ông làm gì? Thành tâm. À nói là chú ông không thành tâm. Chú không thành tâm. Nên không được. À. Nó không hết bệnh được. Phải không? À. Có nghĩa là hôm đó ông châm cứu xong nói là thiệp này ông thiệp và ông Hải nói ông thiệp không thành tâm đúng không? Yeah. Nên mới không hết bệnh đúng không? Yeah. Ừ. Đó xong rồi cái nói qua nói lại cái ông làm gì ông tức ông vào ông đấm cho cái đúng không hay như nào? Yeah. hay là yeah. À, sao ông đòi đi ra ngoài đúng không? Ông thử đi coi được không? Ông đi không được cái ông té phải không? Yeah. Té cái xong rồi ông chảy máu quá trời đúng không? Nhớ không? Quên quên rồi. Nhưng mà có chảy máu đúng không? Yeah. Té nhiều quá sao nhớ gì nữa? Chảy máu mũi gì nhưng mà chị nhớ là hôm đó bị đánh đúng không? Yeah. Đánh cô với Trang đi công việc. Hôm đó đi đâu ấy nhỉ? Đi về Biên Hình. Làm giấy tờ. Thấy nó thấy thư. Đây lấy thư làm cho ông đó. Đó quay lại cái bị đấm rồi. Đó. Mà ông tính ông dọa ông tính dục ra cửa sổ nữa đúng không? Yeah. Đúng không? Yeah. Đi đâu cô có sợ là gì vậy đó. Không khủng cho ra cửa sổ cô ăn đủ. Nhưng mà giờ ông ở với một người con gái ở trên Wiesbaden rồi. Ờ nghe nói thế, biết đúng hay không biết. À, này không xác định được nha. Tại mình không nhìn thấy, không biết, chỉ nghe nó thế nói thế thôi. Đấy. Rồi nghe bây giờ ông kể tào lao lắm. Ông kể xấu tôi nhiều ông lắm. Kể xấu là bắt đầu là nào này là giúp đỡ ông không đúng rồi tiền bạc mình không sòng phẳng. Ơi. Có phải không? Có phải không? Tiền bạc có sòng phẳng không? Ai giờ mà... Không, nó hỏi nè, bây giờ Trang với mẹ Trang làm cho ông có sòng phẳng không? Sòng phẳng. Sòng phẳng đúng không? Phẳng từng xu. Từng xu đúng không? Lần này tôi chuyển cho ông hết hơn trăm nữa đó. Tại vì cái conto của ông Gaspet nhưng là tôi phải chuyển qua cái tài khoản của tôi cái tiền mà BKK mỗi tháng 5 đồng ấy. Bây giờ là đó là cái ông bị má nung. Má nung nhiều tại vì lắm. cái nhà cái conto của ông á. Cái conto của ông á nó bị Gaspet rồi. Thấy không? Nó không thường là mỗi tháng là nó trừ đi 5 đồng 5 5 đồng 5. 5 đồng 5. Mà bây giờ nó trừ lên đến 20 rồi. Ngày xưa 4 tại vì cái nhà băng mắc nhà băng nó không rút được. Đó. Nó không rút được thì coi như là nó má luôn. Đấy. Tại thường nó hồi trước là nó áp bút được. Nhưng mà cái giấy tờ bây giờ nó kẹt rồi. Đó, nhà băng nó bị khóa rồi cho cái tiền con của ông đó. 9.000 mấy đó nhưng mà giờ sao rồi nhỉ? Chưa thì nó vẫn gửi giấy về đây mà mình chưa hỏi được biết Kinderfarm. Tưởng là nó trả không? Trả gì nó cashback rồi nó đợi đến bao giờ đủ tiền rồi nó áp hút rồi nó làm thôi, bọn nó làm được mà. Ừ. Mà làm sao đủ được 9.000 lâu lắm. Bây giờ không có trả cho bọn lấy người em thì nó không có cho ở đây, bây giờ còn đang chạy giấy tờ cho mấy hôm nay nó phải đổ xăng đi. Bây giờ phải ra xin tôi phải đi suốt, đi ra. Có nghĩa là bây giờ mình phải ra xin ông bị không có đủ khả năng làm những giấy tờ đó mà mình cũng không biết nữa. Và tài chính là phải lên social rồi đi lại ra nhà băng hỏi tại sao nguyên nhân thì nó bảo là do cái bọn Copeland vậy, bọn thuế Copeland nó Gaspet chứ không phải là Philanam bạc Coisnat. Tôi đi khắp nơi luôn, xong tôi ra BKK cái chỗ chức nghiệp của ông ấy cũng chưa gặp, bây giờ là ông phải ký cái này để cho nó chuyển thẳng cái tiền về đây cho ông. Chứ không có chuyển qua tài khoản của ông nữa, qua tài khoản của ông là không rút được, không đi vào máy xung được. Là nó đuổi ông ra ngoài đấy, nên bây giờ phải cố gắng làm sao cho ông phải ở đây đi. Cho ở đây, chứ bây giờ ngoài trời lạnh lắm, không có chỗ chứa đâu. Nó bảo nếu mà không trả nhiều là nó cho ra ngoài đường đấy. Đúng rồi. Ra ngoài đường là... Không... Làm gì? Hả? Ngồi thẳng lên hả? Nó nói thế. Hay là lên ghế ngồi? Cái ông sếp ấy, đi ra thấy giấy ngồi đi xong để ông ký hai cái giấy rồi chuyển tiền thẳng rồi cho lấy cửa heo này. Nào, chạy nào. Ông ký thì tốt nhất, tại vì nếu ông phải... Đẩy ghế sang... Thì
Đẩy ghế sang đi, đẩy ghế sang đi. Ông này chủ tài khoản ông ký nó tốt không? Trời ơi, có một thời đi Hà Lan chơi. Đi biển Hà Lan tắm nắng đẹp như thế mà cuối cùng về cái tỉnh phá này. Quá mà. Phá quá. Không gọi công an nữa. Quá quá. Nhá. Chứ ai gọi công an? Ông gọi công an nó đâu cho vào đây đâu. Về chỗ tôi là cái nhà trên nó không đủ tiêu chuẩn, đây đi vào đây để chuyển vào cái tài khoản vào trong này cho ông xài ở đây. Bây giờ là người tài khoản nó kê spét rồi không rút được. Cái này ông muốn không có cái này, cái này là của tôi nè, cái này là familia, là của cái ở đây ông đang ở đây. Ở đây một cái là cái này là tất cả giấy tờ, gọi là tôi dịch chồng luôn nhá. Cái này là giấy tờ của những cái thư thiếp của nó về hết đây. Đó, rồi ông phải chuyển nơi ở về đây. Đấy. Làm giấy trắng mặt đen mà không có làm gì sai cho ông đâu. Cái tài khoản là giữ mà không à, có xài đâu. Nhưng mà cái hôm ông ngồi đây là bị gì? Hả? Tại sao ông ngồi đây? Nhức đầu. Nhức đầu, cái gọi công an cứu thương tới. Gọi nghe qua. Đây là ông muốn cầm tài khoản ông cầm. Bây giờ tôi xài cũng không được. Đấy. Mà tôi chuyển khoản cho ông cũng không được, ông cứ giữ đi. Không phải là thay mà làm giấy tờ cho ông không được nữa rồi, hết rồi. Làm giấy tờ không được. Tại vì chuyển khoản hay cái gì này trong cuốn tô nó có thể hiện đấy trên đấy hết luôn. Còn bây giờ là từ tháng 9 ông bắt đầu vào đây là nó cashback. Còn trước đó là ông rút ra rút vô là chuyện của ông, tôi không có rút, tôi không có làm. Đúng không? Trước đó là ông làm chứ tôi làm, từ tháng 9 ông vào đây là nó đóng tài khoản luôn. Nó thì ký tạm đi đó này, ký cho xong thì cho nó làm giấy tờ cho ông cho nó xong đi. Ta tiền nó thì vào chỗ này, nó cho đây. Nó đi vào vay xong vào đây đi. Xin tiền xem nó có cho một tháng mấy chục tiền thắt cầm tay để xài không. Ừ. Còn đang đi xin. Thì xin nó mới có tiền chứ không có gì lấy tiền gì xài. Hai năm mấy năm. Cứ để tạm đây đi, ai lấy đâu mà lo. Để đấy thì cất đi, giữ cho nó thích tiếp. Thì tôi giữ thì thỉnh thoảng tôi coi xem là nó có bao nhiêu vỡ. Ừ, đấy, chỗ này. Đúng không? Ký chỗ này. Đúng rồi, đúng không? Chỗ này là xí nghiệp. Xí nghiệp, ký chắc chỗ ở này. Trên này này. Ở đây, trên này. Đây, trên này. Đây. Trên này. Chỗ này là ghi chỗ... Công ty ở đây. Còn ông ký ở đây. Ký đi nhanh đi. Mẹ tôi ký đây. Tôi ký đây là bê thòi, còn đây là chủ. Bê thòi gần. Thì đây này, nó ghi là này, anh đâu cũng ăn xe tiền service là cái tiền hưu của ông á, chuyển thẳng post, tôi cho post về đây. Về đây này để cho nó đỡ má đung, có má đung là ông lên ông mai mốt trả mệt lắm. Mà cái này tôi cũng đưa lên đưa cho ông Hải coi để cho ông thấy là thực tế nó như thế nào, còn không ông lại kể bừa nữa, tôi lại mang tiếng. Có rút được đâu, bây giờ nó khóa lại rồi. Hỏi thì cứ từ từ hỏi, nhưng mà ông phải ký tất cả giấy tờ đi để nó về đây mới làm việc được. Tại vì tất cả cái giấy tờ nó về con của ông, con của ông vứt mẹ đi rồi. Ông có hiểu không? Những cái giấy tờ nó vứt mẹ nó đi rồi, lần trước cái kinoket nó vứt đi đó. Tôi phải đi an tên cho ông, ký đi còn cứ cầm lên cầm xuống gì nữa. Ký vào đây nè. Chứ cái thư mà nó cứ về cái chỗ nhà con ông mà con ông nó không có cầm, nó vứt mẹ đi rồi. Okay. Lần nào chả thế. Ký cho mình một suốt ngày tính toán thì tôi bó tay không. Ký nhanh rồi để đi. Em đọc hả? Ok, đọc cho ông nghe. Endung Anzeige und Anträge in Rente und Service in Deutsch, không có đọc tiếng Đức giúp. Deutsch Post có nghĩa là thay đổi về chỗ tiền hưu. Anträge là cái gì? Cái đơn. Và service là những cái dịch vụ về của Post. Đấy. Xong rồi ghi tên tuổi này kia tháng không ghi tên. Thế thôi. Có cái gì đâu mà phải ấy, đấy tờ đầu tiên, đó, tờ sau tôi đọc sau. Hai cái gắn thờ, một cái gắn thờ của xí nghiệp nữa. Cái này cũng thế, có khác nhau gì đâu, hai cái, một cái ông giữ. Đó, một cái thì không phải giữ, một cái của gắn, hai gắn thờ, ông có hai loại gắn thờ. À, thế thì ông phải ghi hai cái.
Thì cái này nó cũng giống nhau thôi, nhìn coi nhìn giống giống nhau này, khác nhau gì đâu. Đấy. Mà đây tôi thâu lại rồi, tôi sẽ đăng lên giấy ao combo. Đấy con tôi giúp coi đi. Cái này tiền kén thờ của ấy, còn kén thờ duy nghiệp. Đâu xuống đấy, bây giờ có lấy được đâu, con tô nó kẹp vét rồi có lấy được đâu. Cái này là lấy từ tháng trước. Mà có lấy được thì đây nó cũng lấy hết à. 4.200, 4.500 gì đấy. Ông thích giữ thì ông giữ thôi chứ còn không có ông đủ đâu. Giữ ông cũng phải nhờ người ta đi lấy con dao xúc à, nhờ người ta. Cái đấy nó phải đưa tôi đi làm giấy đấy, không phải giữ đâu. Mà hôm trước như này nếu mà tôi làm đi không đi xong á, tôi đưa người khác làm. Tại vì hết năm là không làm nữa. Tôi hết năm này tôi không làm nữa, tôi đưa cho người khác, người ta làm gì tôi làm ấy. Đây tôi làm cho ông mà cuối cùng ông cứ như thế này tôi rất là mệt. Mỗi lần đưa cho ông ký không phải đơn giản. Mà nói kiểu gì cũng không tin nữa. Nếu ông không tin á, tôi sẽ đăng cái này lên. Tôi đăng này lên cho người ta coi. Người ta sẽ đánh giá. Giấy tờ một trắng cái đen đây mà cứ mỗi lần đưa đến ký là không làm, cho nên bây giờ nó nhiều chuyện đấy. Bây giờ là kim nó kẹt két nó đòi một đống đấy. Nó đưa ra tòa rồi đấy. Ký không ký? Ký đi nhanh cho tôi làm, còn không là thôi à? Ký đi. Này bây giờ cho ông nói là hối đúng không? Bây giờ không hối nữa. Cho ông ngồi suy nghĩ đó. Suy nghĩ đi. Cái mẹ nó quan trọng đéo thì chuyện của ông, chuyện của mình đâu. Kệ đó. Ông kệ được. Cho ông chạy chết đi, cho ông. Thì tao cho ông nợ đi. Không phải nợ, nhưng mà mình làm mình bắt buộc. Mẹ nó phạt mình chứ phạt gì ông ấy. Sao phạt mẹ được? Được, bây giờ đưa ông lên. Đây là bài vái rồi rõ ràng nhá, đưa ông không ký, đưa ông không làm nữa. Ông không đồng ý thì mẹ không sao đi, mẹ làm được nữa, thế thôi, đơn giản thế thôi, có gì đâu, đưa ra nhà nước nó đó, ông này ông chịu trách nhiệm đúng không, ông không muốn làm thế là thôi, xong nhà nước lo, mình không phải lo nữa đó. Đấy giờ ông suy nghĩ đi, nhanh đi rồi còn đi chợ nữa, đến giờ ăn tối nữa, chưa ăn tối này mà còn đi chợ xong rồi nay tối nữa. Sao giờ rồi qua lần này ngồi đây. Alo mình nuốt đi về sớm. Dạ. Thế bây giờ ông có ký không? Dạ. Ký rồi cho đơn bương qua. Để tôi còn đi về SN nữa. Phết rồi. Xong rồi tôi thử cái điện thoại ông đang nạc pin này chắc được ấy. Rồi nói ông rồi, nếu ông làm xong thì có cái gì tôi mua cho ông cái điện thoại, cả điện thoại rồi có gì ông gọi điện cho con gái ông. Chứ bây giờ tiền ông không có nữa. Nhà nước cũng không cho nữa. Cái nhà bây giờ nhà băng nó khóa lại còn gì nữa. Tôi chỉ mua cho ông những cái cần thiết thôi chứ. Lẹ bơm. Mất chưa? Bà đây mua lầu. Chỉ mua quần áo cho ông còn gì nữa. Mua quần áo. Hóa đơn có đó. Thế năm sau ông không cần quần áo à? Cần. Thì lúc đấy phải mua chứ, giờ ông xài hết lấy gì đâu nữa mà xài. Ví dụ như còn 1 năm 2 năm nữa ông ạ, thì lấy gì ông xài. Hả? Thì tôi nói rồi, thì ông ký xong thì mua cái thẻ cho ông, có gì ông còn gọi điện cho con gái này kia nó tới nó thăm ông. Nó hỏi ông ở đâu thì nó thích thì nó tới nó thăm ông. Hối cái gì? Hối ký. Hối ký hả? Yeah. Tôi nói thật ông nha, tôi cũng chả cần ông ký. Nếu mà không muốn, cũng chả cần làm gì cho ông nữa. Cái này là giấy tờ của ông nhá, gán tờ của ông.
ông ở đây là do ông gả. Tôi hỏi tôi được cái gì, phải không? Ông suy nghĩ kia coi tôi được cái gì. Cái thời gian tôi tới đây nè, nói chuyện với ông nè, tôi thăm ông nè, rồi coi ông có còn khỏe không nè, giấy tờ cho ông cho nó ổn thỏa nè, cho nó không có bị nợ nè. Mà khi mà nó nợ là sau này con gái của ông coi như là mang cái tiếng cho nhà nước ra. Đấy. Chứ tôi được cái gì, tôi hỏi ông tôi được cái gì? Nhà băng thì nó khóa rồi. Nhà băng thì nó khóa rồi. Làm được cái gì? Mà tôi đấy được cái này để được cái gì? Hả? Đó. Thì mẹ tôi á muốn giúp đỡ cho ông, tại vì sao? Đi lỡ nhận rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là tình nghĩa con người với nhau, người Việt với nhau, ông còn ở đây. Ai lo cho ông? Tôi hỏi ai lo cho ông? Thì trước giờ ai lo cho ông những tất cả giấy tờ? Đúng không? Hay là ông Hải không lo cho ông? Ông Hải. Ông Hải có lo cho ông không? Ông lo. Ông làm gì? Ông giúp vợ. Hay là con gái của ông? Con gái của ông lo được trong cái gì? Thì ông cứ ngồi đó đi, cái này sao ngồi được? Thôi, đang ngồi nói chuyện đây đi đâu? Ngồi lâu lâu ngồi thì nó khỏe chứ, ông ngồi chứ miết trên giường cái người nó ì ra. Mà mãi lâu lâu tôi mới được tới đây ông lại lên giường nằm. Hả? Thế ra đấy làm gì, cứ ngồi đấy đi. Thế giờ hỏi ông lần cuối nè. Tôi không mất thời gian với ông nữa đâu. Ông mới đền. Thì cái này tí nó phải đền. Chứ ông mẹ vừa mới lấy xong ông đòi đền cái gì? Địa chỉ nè, địa chỉ mới, noi address. À, số nhà băng. Đó. Rồi tên tuổi, thế thôi, có cái gì đâu. Đi nhờ ký. Ký trước liền liền giao rồi. Rồi ok, được rồi, để tôi nói mẹ tôi vô điền cho ông, được chưa? Dạ. Khôn phết nha. Thôi được rồi, không sao. Khôn thế là cũng còn được, còn có nghĩa là còn minh mẫn.